Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 23 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo kết quả xác minh ban đầu vụ việc Nguyễn Quốc Khiêm, 24 tuổi quê tại Ninh Thuận, đã giả mạo sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh thuộc quận 12. Theo cơ quan công an, Khiêm từng theo học cao đẳng chuyên ngành y sĩ, đa khoa niên khóa 2016-2018 nhưng đã nghỉ học, chưa tốt nghiệp. Tháng 7 năm 2021, căn cứ vào đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 12 về việc cử nhân sự đi tham gia hỗ trợ tại khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã tạo lập nhóm chat trên mạng xã hội để sinh viên đăng ký tham gia theo hướng dẫn của đường link Google Form và nộp đơn kèm bản photo thẻ sinh viên. Thời điểm này, dịch bệnh đang bùng phát, diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tập trung cao độ trong việc công tác phòng chống dịch, lợi dụng sơ sót trong việc kiểm tra thông tin do sinh viên cung cấp. Khiêm đã tìm kiếm hình ảnh, mẫu thẻ sinh viên của Trường Đại học Y Dược TP.HCM trên mạng để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của bản thân. Sau đó, Khiêm chụp ảnh để đăng ký làm tình nguyện viên và đã được Trường Đại học Y Dược TP.HCM tuyển chọn tham gia hỗ trợ khu cách ly tại Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Y tế quận 12 phân công Khiêm hỗ trợ công tác phòng chống dịch với nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi sức khỏe của bệnh nhân nhiễm COVID-19 và những trường hợp F1, kiêm nhiệm công tác hậu cần. Vào tháng 9 năm 2021, việc giả mạo sinh viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM có dấu hiệu bị lộ nên Khiêm đã nghỉ việc tại khu cách ly với lý do cá nhân. Công an TP.HCM đang tiếp tục làm việc với cá nhân, tổ chức có liên quan để làm rõ động cơ, mục đích của Nguyễn Quốc Khiêm, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.